Xin chào mừng quý vị và các bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với Chuyện Góp của chúng tôi ngày hôm nay. Chuyện Góp là nơi các khách mời đưa ra những góc nhìn đa chiều xung quanh đời sống góp. Tại đây, các nhà đầu tư có thể nói về kế hoạch của mình. Có lẽ là chả có môn thể thao nào mà chiếm nhiều bất động sản như là đánh góp cả. Vì vậy cho nên là chúng tôi không thể bỏ qua cái lĩnh vực này được. Một người bố có thể chia sẻ về hành trình cùng con nỗ lực để đến với đỉnh vinh quang. Mấy năm đầu là Thảo My không thu hái được một cái thành tích nào đáng kể cả. Nên cháu rất nản. Có những lúc sau giải đấu là con chạy ra ôm chầm lấy bố là khóc. Các chuyên gia có thể thoải mái phân tích, bình luận, đánh giá về các giải đấu lớn nhỏ đã, đang và sắp diễn ra. Ta đánh được -3 sau 2 ngày thì tại sao không thể giữ được 2 ngày cuối? Và còn rất nhiều các câu chuyện thú vị khác sẽ được những gương mặt nổi tiếng và thân thuộc của làng golf đưa đến với quý vị khán giả. Hãy cùng gặp nhau trong chuyên mục Chuyện Golf vào lúc 20:30 thứ năm hàng tuần tại Golf News TV và golfnews.vn để cùng có những phút trải lòng với golf.